15 năm là quãng thời gian không dài nếu so với đời người, nhưng là một hành trình đủ để làm nên một thương hiệu có sức ảnh hưởng và sự thay đổi tích cực đến cộng đồng, mang việc tập luyện đến nhiều người nhất có thể. Từ những ngày đầu chập chững với một phòng tập nhỏ từ năm 2007, giờ đây hệ thống phòng tập California Fitness and Yoga trải rộng khắp mọi miền đất nước với 37 câu lạc bộ, 250.000 hội viên và hơn 6 triệu lượt tập luyện mỗi năm. Trong đó có 83.000 hội viên tham gia thử thách thay đổi hình thể, lập kỷ lục Guinness số lượng người thay đổi hình thể lớn nhất thế giới. Hen rất là may mắn, từ sau lúc mà mình thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tới thời điểm hiện tại là mình gắn bó duy nhất với California Fitness and Yoga. Mình đã được huấn luyện ở tại đó và mình đã có cái sự thay đổi hình thể một cách vượt bậc. Trước đây 6 tháng điểm 93 thì bây giờ em còn khoảng 70, em đã giảm được 23kg. Em cũng cảm ơn các anh chị Cali đã giúp đỡ em rất là nhiều để giúp em có thể có được thương hình như bây giờ. Mình vừa là một người mẹ, mình vừa là một người vợ và vừa là muốn quay lại được cái sàn diễn của mình nữa. Chúc cho Cali sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển hùng hậu hơn nữa để cho những ai cùng chung một cái ý chí tập luyện thì sẽ cùng nhau để có thể là hướng đến một cái sức khỏe tốt hơn cho tương lai. Chúc cho Cali sẽ luôn là nơi lựa chọn của tất cả những người đam mê thể thao và chúc cho chúng ta sẽ có thêm nhiều kỷ niệm là 30 năm hoặc là 60 năm nữa. Sứ mệnh của California suốt 15 năm qua và cả trong tương lai sắp tới, không chỉ ở thay đổi hình thể cho người tập luyện, như thông điệp, vẻ quyến rũ không chỉ ở cơ thể ba vòng hấp dẫn, mà còn nằm ở sức khỏe, tinh thần và ý chí. Có sức khỏe sẽ có hạnh phúc sẽ có thêm những hy vọng khát khao cống hiến. Và những giải thưởng được trao trong đêm gala cũng luôn bám sát với tiêu chí này, người tiên phong, người tập luyện cuồng nhiệt và người vượt qua thử thách thay đổi hình thể. Và chắc chắn, không chỉ 15 năm mà sẽ còn con đường dài ở phía trước, dù chông gai nhưng đầy tự hào để California tiếp tục phát triển, phấn đấu và cống hiến trên hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho hàng triệu người Việt Nam.